Alo anh em, đến với kênh YouTube Thích Làm Đủ Thứ nha. Nay mình sẽ làm một món ăn chay nha. Là nay ngày 13 gần tới ngày rằm rồi. Mình sẽ làm món ăn chay tiếp là 6 loại nấm nha. Đây. Nấm nấm mối nha. Nấm mối nha cả nhà nha anh em, nấm mối. Đây nấm rơm khô. Nấm rơm khô nha. Đây là nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Đây là nấm nấm mỡ. Đây nấm mỡ nha. Đây là nấm rơm. Nấm rơm của mình á, nấm rơm thường á. Rồi, đây là nấm kim châm nha. Nấm kim châm. Đó. Rồi mình kèm thêm là có là cái củ cải đỏ nha. Củ cải đỏ, cà rốt. Rồi bắp. Bắp Mỹ. Rồi cà tím. Cà tím nha anh em. Cà tím. Rồi gồm có là tàu hũ trắng, tàu hũ chiên, rồi chả, rồi ớt. Đó. Đây cái bọc nấm đây nữa nè. Đó. Là mình sẽ làm một món là nướng. Quấn vô cuộn với bạc bự, mình nướng nha. À, mình ăn bồi dưỡng cho vận động viên tập thể thao. Đây ghế ghế tạ hôm đây. Đây là 100 kg tạ nha. 100 kg. Một miếng là 10 kg nha. Một miếng 10 kg. Miếng 10 kg. Đó. 100 kg tạ nha. Qua đây là quay camera. Đây, cái ghế tạ 100 kg tạ nha, một miếng 10 kg nha, 5 miếng, một bên là 5 miếng. Đó. Bên đây 5 miếng là 100 kg nha. Rồi cái ghế. Một lát nữa cho vận động viên tập, rồi cho vận động viên ăn nha. Dạ. Ai da. Sao nặng dữ vậy? Ai. Anh em ơi, đây là mình có là chuẩn bị thực đơn cho vận động viên thể thao nha. Đây, đó là nấm nấm hồi nãy mình có quay rồi đó nha. Đó. Nấm là 6 loại nấm đó nha. Đây, rồi rau củ quả đồ có đầy đủ luôn. Đậu hũ, chả, nấm, cà tím, bắp. Ôi túi lô xô tùm lum. Đồ ăn quá trời. Lát nữa mình làm một cái gói nướng. Gói nướng với bạc là hoành tráng luôn nha. Mình sắc ớt anh em. Sắc ớt mình lát nữa mình cho vô trong nấm với rau củ quả. Đây là vận động viên thể thao nha nè. Đồ ăn thì mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn lên đây cho lát nữa làm cho vận động viên thưởng thức. Tập xong rồi vận động viên thưởng thức nha. Vận động viên đẩy tạ cho các bạn, chia sẻ cho các bạn xem là 100 kg nha. Là một bên vậy nè. Đó. Một bên vậy là một miếng là 10 kg, một miếng 10 kg là 5 miếng là 50 kg. Đó. À, một miếng 10 kg nha anh em. Đây miếng 10 kg. Đó, 10 kg nha. À, miếng 10 kg. Mà để coi vận động viên đẩy được bao nhiêu nha, 100 kg coi vận động viên đẩy được bao nhiêu nha. Rồi đẩy vận động viên. Một. Hai. Ba. Bốn. Mới 4 cái vận động viên quýu tay rồi. 100 kg nha anh em. 100 kg nha. Đây vận động viên thể hình nha. Đó.
Rồi vận động viên lại cái mâm đoàn vận động viên. Đây là thực đơn của vận động viên, chút xíu nữa mình làm món ăn cho vận động viên ăn chung với mình nha cả nhà nha anh em. Đây đó. Đó để chụp hình với vận động viên cái rồi. Ok vận động viên, ok vận động viên. Rồi giờ hai vận động viên hai ấy gân tạ để xuống nha anh em. Rồi nâng ghế lên. Nâng ghế lên tập đẩy trên. Mình nâng cái giá đỡ tạ lên nha anh em. Dân nâng cái giá đỡ tạ lên đẩy trên. Đây có bậc tăng đưa. Rồi. Để cho đều hai bên. Đều chưa? Tự dẫn động viên tự sửa nha, tự tập rồi tự sửa nha. Rồi lên đi. Thấp thì nâng lên cao nữa. Này nó nhiều bậc mà. Mình nâng cao ghế lên nha anh em. Rồi vận động viên để thử coi được mấy cái. Một. Hai. Vận động viên đẩy mà đẩy tạ mà cái giò nhịp giống như là theo điệu nhạc kìa anh em. Ba. Rồi vận động viên đẩy lên hết nổi rồi. Khánh ơi lại coi đỡ phụ vận động viên Khánh ơi. Hết nổi rồi. Hết nổi 100 cái nha, 100 kg nha anh em. 100 kg đẩy được 3 cái nha. Đây. Quá dữ. Rồi mình chuẩn bị món ăn nha anh em. Mình làm món là đồ chay nha, đồ chay bồi tẩm bổ cho vận động viên. Nấm rau củ quả đồ này là đầy đủ chất dinh dưỡng luôn nha anh em. Đó. Đầy đủ chất dinh dưỡng luôn á. Đây bắp, cà tím, đậu hũ, rồi củ cải trắng, rồi chả chay nha anh em. Củ cải trắng, cà tím, củ cải đỏ, nấm 6-7 loại nấm. Nấm 6-7 loại luôn nha. Rồi cái giấy bạc mình chuẩn bị xong rồi nha anh em. Đó. Mình chuẩn bị xong rồi đó. Rồi giờ mình cho bắp vô nha.
cho bắp vô. Cà vô. Cho củ cải vô. Bỏ cái mâm vô luôn. Nướng một mẻ nướng này là hoành tráng luôn nha anh em. Đậu hũ vô. Chắc không hết quá. Xịt nước tương vô trong nấm nha. Mình cho miếng đường vô nha anh em. Mình cho ít muối vô. Cho một cho ít mì chính vô. Rồi mình trộn lên. Ủa quên, mình cho chén dầu luôn chứ. Trộn dầu vô. Chế vô đây ngấp đi. Rồi mình cho ớt qua luôn. Ông trộn lên. Quá hấp dẫn này. Rồi mình sẽ bỏ nấm vô.
chụp ít sạch ta. Phụ cho ăn này chắc nghỉ tập nữa sư phụ ơi. À, mình để vô luôn. Quá rồi sư phụ ơi. Không hết rồi sư phụ ơi. Quay mà ngó đâu vậy cha cố. Quá cỡ luôn các bạn ơi. Không hết rồi các bạn ơi. Quá rồi. Mình sẽ cho thêm một lớp nữa các bạn ơi. Bơi thang bơi bơi đóng lửa lửa ra nha Nam, mà mình đẩy cái để cái ổ nướng vô. Nóng quá, ủ quên lửa nóng quá. Để dĩ nướng, mình để cái ổ nướng vô nghe nè. Rồi giờ mình để than vô. Anh em mình nướng cái ổ nấm nha. Ổ nấm nướng với bạc nha. Đồ chai. Nướng về bao chín luôn anh em. Rồi bây giờ mình khui ra nha anh em. Khui tại bếp luôn, bếp lò rồi còn ấy mình khui tại bếp luôn. Dạ. Nóng quá anh em ơi. Dạ.
khác luôn anh em ơi, chín mà khác luôn anh em ơi. Quá, quá ngon, quá hấp dẫn. Quá đã anh em ơi, con tuyệt vời. Đạt ơi, Cang, Đạt ơi. Mèo. Mèo hả? Cọp đây nè. Chán xuống, đi xuống bên đó chán. Chán đâu? Đây. Dạ. Dạ ăn à. Để mình mời mình mời anh em khước mặt khước mày ở đây nha. Gấp núm. Mình gấp cái miếng miếng ấy đi, miếng khác để lát mình ăn. Mà anh em bước mặt phúc mày ăn với mình, phù hộ đổ cho mình được mạnh tay khỏe chân, được nhiều may mắn. Ồ, khác luôn. Ở dưới nó khác luôn. Dạy sới lên đi sư phụ. Vô anh. Nè. Quay chưa? Rồi mình giờ mình mời anh em ăn chung với mình nha. Kỳ quá à. Rồi, mời anh em ăn tàu hũ nướng nha. Tàu hũ nướng, nấm nướng. Tàu hũ nướng. Trời ơi, ăn em không cho đồ đũa vậy chứ ăn lấy. Chết luôn rồi. Ừ. Không có ăn chết quá. Không quá. Minh vô Minh. Vô. Nướng lâu quá nó khác anh em ơi. Nó mốc nướng là khui sớm. Nó chả. Sao chú không? Ngon quá ngon. Ngon quá ngon hả? Ngon quá ngon anh em ơi. Chảy nước chứ. Cà nó rượu luôn. Bắp nó khác luôn rồi. Mày camera man nha. Đừng nấu nước miếng à. Tới ăn rồi. Đây là bà vợ của ông thích làm đủ thứ rồi. Nãy giờ ông giới thiệu vậy chứ. Để ra quốc. Dạ ông Hồ. Nếu ông Hồ hả? Ông thích làm đủ thứ chưa có vợ. Làm đủ thứ. Mẹ đã giận ngã mấy lần luôn. Gió ngã mấy lần luôn. Trái ăn như bánh mì vậy ta. Giòn không? Ăn như bánh mì. Nó mỏi rồi nè. Nó mỏi nướng nha. Mỏi ngọt. Cười yêu cả.
gì vậy ta? Mấy tim. Vừa nóng mà vừa cay nữa. Ngon quá anh em ơi. Vận động viên mà cho ăn bá này chắc thật xỉu luôn á. Dương ra ăn bá hay không để chạy gì nổi. Ngon quá. Ngon quá này mà. Quá ngon. À, củ cải nó ngọt. Củ cải đỏ nóng lắm. Ăn là cắn như cái là dụng răng luôn á. Gấp bỏ chén trước đi. Cứ bỏ chén trước cho ngồi đi. Dứt cái là dụng răng luôn á. Ngon lắm anh em ơi. Nó khác khác mà thơm. Ở dưới nó không có miếng khác nữa. Dưới này chỗ họ không có miếng khác nữa. Đãi khác nguyên miếng luôn. Cà nó rượu luôn anh em. Cà tím á. Cà tím rượu luôn, ngon. Dưới khét luôn rồi. Đã quá. Trời, nãy chú Hậu có lấy cái thau ra không? Cái thau bỏ dưới luôn hay gì vậy? Bỏ cái thau dưới nướng luôn. Nướng cái dĩ không à. Ngon quá ngon rồi nè em ơi. Quá ngon rồi em, hết đói rồi. Chú ăn luôn đi, lấy đĩa đũa. Ngon em ơi. Vui déo mình từ lúc mà mình nướng á. Mình nướng cho tới lúc mà chín cũng 2 tiếng mấy đồng hồ á. 2 tiếng mấy đồng hồ nha anh em. Vui déo mình xin chia sẻ tới đây thôi nha anh em. Là mình
cho vận động viên tập tạ đãi vận động viên ăn món là nấm các loại nướng với bạc nha. Vận động viên đây ngang anh em đẩy 100 kg tạ, đẩy 100 kg á mà đẩy được có 5 cái à. Rồi quý giới mình xin chia sẻ tới đây nghe anh em. Rồi bye bye anh em nha, chào anh em đi vận động viên. Đây là vận động viên Cao Đan, chụp tấm hình coi. Rồi.